105. Trận đấu bắt đầu, trận đấu giữa Linh Phủ Lý gặp Phan Thảnh, trận đấu trong khuôn khổ vòng loại giải Chim Vi Nghiệp Dư tranh cúp Combo, câu lạc bộ Combo ở chợ xanh Ninh Đàm, Hà Nội. Chúng ta cùng bão like cổ vũ cho hai cầu thủ nào. Anh em cùng chia sẻ mạnh video về tường đi. Yeah.
vậy là anh Linh Phủ Lý đã mở tỷ số cho đối thủ lên 1-0. Thắng Nam Định tuần sau lên nhá. À, tuần sau thứ bảy là có Winner Thích Ôn hạng C đấy, Bùi Thắng. À đâu, Đồng Banh. Bút của tao đây đâu rồi? Tiếp theo trên bàn số 2. Trường Sinh gặp Dương Thái Bình trên bàn số 2. Dương Thái Bình chấp 6-1. Đây là anh Linh đến từ Phủ Lý. Vâng, một cầu thủ rất đẹp trai, rất phong cách. Rồi, anh được đặt PMT và anh chắc anh định giấu cái vào đít 8 đây. Với một phong cách đánh rất sành điệu. Rồi, cái dính ở đít 8 rồi. Anh em chia sẻ mạnh video đây, cổ vũ cho các cầu thủ đây. Rót trà, rót người ta rót đến đây thôi em ơi. Rót trà đến đây thôi. Em rót đến đây thì đổ hết vừa thừa nước. Và thua. Ai em thua gì? Sao bị loại như nào? Đâu, nó mua suất của trường Vĩnh Nam. Ôi đại ca, khỏi lắm anh, không ở đây không ai thở đâu. Cả nhà cùng bão like, chia sẻ mạnh để cổ vũ cho anh hai cầu thủ là anh Linh đến từ Phủ Lý gặp anh Phan Thành đến từ Mê Linh, Hà Nội. Thắng là được, đánh gì. Quá hay, một pha nhảy quắc xê vác cày qua lưới, phải nói quá phong cách của anh Linh đến từ Phủ Lý. Anh vác cày qua lưới cóc chết trong điều năm luôn. Tiếp theo trên bàn số 8. Hoàng Phú Thọt gặp Phạm Tùng Lâm. Phạm Tùng Lâm gặp Hoàng Phú Thọt trên bàn số 8. 6-1. Anh ơi, anh Tuấn này, lấy ghế đải đằng sau này. Ghế vừa nãy bê ra ngoài kia làm gì? Rồi, anh điều ra được con 7 rồi. Tí nữa lên lượt sau. Đổi tiền lẻ đấy, đéo tiền lẻ. Vâng, anh Ninh Phú Lý vẫn chiến thuật quen thuộc và đến gần kết thúc anh lại chuyền bóng cho đội bạn. Nói là một phong cách rất xì tin. Không. Rồi, còn một con bi số 9 thôi. Vâng, một pha chạy đạn chiến thuật của anh Phan Thành.
quá hay luôn. Lối đánh rất fair play và hai cầu thủ đang cống hiến những đường cơ phải nói rằng là chưa có trong sách giáo khoa BA, những pha chạy đạn cũng như một những cái pha điều vi phải nói là rất là đầy tính chiến thuật. Hay quá, tỷ số được cân bằng một đều cho anh Ninh Phủ Lý. Lần này thì anh Ninh Phủ Lý quyết định công rồi cho anh không thủ nữa. Em vừa thắng hay thua? Thua chưa biết đâu, tí nữa nhá. Đánh nhanh thắng chưa? Cái gì đấy Nguyễn Tiến Minh? Tỷ số được cân bằng một đều. Đó mày đấy. Lấy mấy cái ghế vào đây, anh bảo đưa mấy ít ghế đấy. Lấy ghế vào đấy, ngoài kia có ngồi đâu. Hồ Đình Hùng cười gì đấy em ơi. Phá này thì anh Linh Phủ Lý đến từ Hà Nam, anh Phá Bi. Anh Linh Phủ Lý đến từ tỉnh Phủ Lý, tỉnh thành phố Hà Lan. BK Rút. Pha này thì anh Phan Thành là người phá bóng. Một pha phá bóng hợp lệ. Cái đi đâu đây? Úi dồi ôi, tí chết cái. Tiếng nữa anh em. À không, không đến, không đến đâu. Đánh thắng rồi, đánh đến tận đây rồi. Nhòng vào hết, xong rồi đánh thua luôn. Chào Lốc Thạo nhá, cơn lốc của miền Đông nước Anh giải này không tham dự. Phí thế. Thoại Seven nhầm lượt phá. Hay quá. Còn 5 bi thôi. Tốt. Phan Thành vừa đánh con bi rất hay. Ôi, cái hơi bị chạy rồi. Bàn nỉ mới đánh. Nỉ mới thành ra đánh nó sẽ rất trôi. Bỏ cái phim ra. Rồi, pha này anh định chạy đạn hay anh định công đây? Rồi, pha chạy đạn rồi. Tiến nào. Này gì? Đúng rồi, cho anh. Bảo rồi. Rồi, ok thôi. Tiếp theo trên bàn số 1. Chính Hòa Bình gặp Đặng Văn Quang. Chính Hòa Bình gặp Đặng Văn Quang trên bàn số 1. À thôi thôi. Chính ơi. Từ. À tôi xin thông báo bây giờ dư thêm bàn số 1 nữa để cho khách chơi nhá. Anh em nào cần đánh đền hoặc là cần giao lưu thì có thể chơi ở bàn số 1, bàn trong cùng. Cho khách chơi. Anh em cho khách chơi. Thôi tí nữa. Anh em nào
lập sới đèn cũng như là giao lưu thì có thể chơi ở bàn số 1, bàn trong cục. Anh Ninh Phú Lý đang đánh rất tự tin. Rồi, anh nâng tỷ số lên 2-1. Bắt đầu anh lóng máy rồi. 3-1 ạ. Có đủ bếp không? Đủ bếp luôn à? Đủ bếp luôn à? À như vậy là không phải nhầm lượt mà anh phá chết 9. Vậy thì tỷ số anh nâng lên 3-1 rồi. 3-1. À không. Con mạng. Hai mạng mà. Sang tránh thua đúng không? Đấy bạn này bây giờ khách chơi là anh này. Anh Tuấn ơi. Bạn này khách chơi này. Tỷ số là 3-1, pha này thì anh Linh Phủ Lý anh phá bóng. Ba một rồi. Tiếp theo trên bàn số 4, Chính Hòa Bình gặp Đặng Văn Quang trên bàn số 4. Chính Hòa Bình chấp 6.1. Thank you.
Hay quá nhỉ, pha bắt đùi tốt của anh Phan Thành. Ồ, oh, anh xin cảm ơn. Ồ. Oh. Penalty. Mấy không à? Xem nào. Quá. Trời ơi, một pha điều là lắp đít luôn của anh Phan Thành. Còn 4 bi thôi. Bên anh Phan Thành anh định nằm gì đây? Có nhá, Great Split. Đủ lực không hay là thừa? Vẫn thừa lực vì bàn rất trôi, bàn lỉ mới. Quá đen cho anh Phan Thành, chết cái rồi. Như vậy miễn rồi, tỷ số được nâng lên 4-1 cho Linh Phủ Lý. Đây là bàn CD6. Nhưng mà bàn này là bàn nũ bé chứ không phải bàn nũ to à. Bàn này nũ bé lắm. Không phải bàn chín bóng. Bàn này là bàn nũ nhơ nhỡ đâu. Cô anh hỏi xem cái dây của em kẻ bàn nó bắt đầu được chưa? Quá khó, má mỏng trượt luôn rồi. Hiếu Nghiên hôm qua lại theo anh Đại, theo ngọ nguậy đấy. Chắc ăn được tí, hôm nay ngủ tít thế, giải không thèm chơi. Không, bà này bán lũ bé mà. CD6 nhưng mà lũ bé lắm. Pha đánh trúng bi mục tiêu của anh Linh Phủ Lý. Ngay sau trận đấu này sẽ là trận đấu rất hấp dẫn giữa anh Giàng Á Báo gặp Cảnh Taxi. Anh em chú ý theo dõi ngay trong video này luôn, ngay sau trận đấu này. Chính xác.
một pha chuyền bóng rất lộ liễu của anh Ninh đến từ Phú Lý, pha chuyền bóng gọi là quá đẹp mắt. Bùi Tiến Thành, bạn ấy đây là giải nghiệp dư mà bạn. Các cầu thủ đều là nghiệp dư amateur mới chơi. Khoan nào, Bùi Tiến Thành đăng ký tham dự giải nghiệp dư này để giật giải đấy. Rồi. Ra được con bi số 5 rồi. Rất mềm mại, anh điều 7 lỗ tít xa. Vâng, anh cân 7 hai băng dài nhưng mà thiếu chính xác, trượt rồi. Một pha chuyền bóng đẹp mắt. Hay quá nhờ Bùi Tiến Thành, giải chủ nhật tuần sau tham dự đấy, để tham dự giật giải đấy. Mưa ngại gì, bao nhiêu anh em toàn ở tỉnh đi lên toàn từ 5 giờ sáng, người ta nhiệt tình thế mà. Rồi, cơ hội cho anh Ninh Phủ Lý cắt tiết trận đấu rồi. Rất chính xác. Rồi, như vậy là anh Ninh Phủ Lý đã vượt qua Phan Thành với tỷ số 5-1. Cả nhà trong một tràng bão like để chúc mừng anh Ninh Phủ Lý đi. Năm một cho anh Linh Phủ Lý. Ngay sau trận đấu này sẽ là trận đấu của Giàng A Báo gặp